giọt mưa thu thánh thoát rơi, trời lắng u buồn mây hắt hiu ngừng trôi, nghe gió thoảng mơ hồ trong mưa thu ai khóc ai than hương. Vài con chim non chiêm chiếc kêu trên cành như nhủ trời xanh, gió ngừng đi mưa buồn chi cho cõi lòng lầm. Người mong mây tan cho gió hiu hiu lạnh, mây ngỏ trời xanh, chẳng gì vui mưa còn rơi bao kiếp sầu ta. Bác có thể theo dõi rất nhiều kênh trên YouTube, có thể thấy Thế Giới Đài thì một ngày nào cũng đưa sản phẩm lên kênh để cho các bác theo dõi.
Và ngoài ra thì muốn cung cấp đến các bác cũng như sản phẩm cassette thực sự là có chất lượng và tuyển chọn. Thì hình thức chiếc đài này thì em đánh giá nó rất là đẹp. Con này nó là size nhỏ nhưng mà nó dạng là nhỏ nhưng mà chất lượng âm của nó là vô cùng hay. Con này là bản kỷ niệm của hãng Sanio chiên khách hàng, vì thế nên là nó ra một có một đợt thôi, xong đó là nó không ra nữa, vì thế các sản phẩm cũng rất là hiếm. Và màu xanh thì cực kỳ hiếm luôn. Đấy. Có nhiều trang đang bán giá là chiếc này khoảng tầm hơn 7 triệu đồng đến 8 triệu đồng. Chiếc này thì em đang lên kênh nhưng mà đang có một bạn giận rồi, cũng muốn đưa lên kênh để cho các bác có thể tham khảo thông tin. Nếu bác nào có quan tâm đến sản phẩm này thì có thể để lại bình luận cho em ở phía dưới. Bên em có nhận đặt mua. Và những chiếc này thì giá của nó khá mắc. Giá này em giao lưu với mức giá là 7 triệu rưỡi. Con này thì hình thức của nó thì đẹp xuất sắc, không có tí vết gì cả. Đấy, bác nhìn thấy những hình thức của nó biết. Con này là màu xanh toàn thân. Đấy. Rất mới các bạn. Cực kỳ là mới luôn. Búng đúc của nó thì nhìn cực kỳ là sang chảnh. Và đây ngoài này có cái loa tép thì nó có cái lớp mạ vùng quanh này còn rất là mới luôn. Đấy. Em chỉnh camera cho nó lấy nét. Đấy. Phím này thì dạng như phím này rất là cao cấp. Phần nhôm nhức thì phần nhôm phay cũng như là màu mạ này cực kỳ là mới. Quai sách rất là mới. Đấy. Con này thì các bác có thể chơi được cassette này. Một cửa băng này. Ngoài ra thì có thể chơi được radio FM 1.8 luôn. Đấy. Và bây giờ em sẽ test tính năng cho các bác tính năng radio thử nhé. Phím chức năng thì ở đây, các bác ở đây là nghe băng này, chuyển sang đây là nghe radio này. Đấy. Ở cả 3 bước kiểm tra này thì kết quả đều chỉ ra bàn thắng của Anthony Gordon là hợp lệ. Và đây cũng là thông tin cuối cùng chúng tôi xin được gửi đến cho quý vị trong phần thời lượng của Thế giới Thể thao chiều nay. Rất nhiều những thông tin thế giới thể thao đáng chú ý khác sẽ còn được chúng tôi gửi đến cho quý vị trong khung giờ của Hà Nội Cao Điểm sáng mai. Hãy tiếp tục theo dõi để cùng cập nhật những thông tin mới nhất cùng với chương trình quý vị nhé. Trạng xe máy vượt đèn đỏ và bạn ấy chia sẻ là bạn ấy suýt va chạm vào hai thanh niên cỡ khoảng ngoài đôi mươi vượt đèn đỏ rất là nguy hiểm. Và ở nút Hoàng Liệt Pháp Vân thì thường xuyên có tình trạng là hàng đoàn xe máy vài chục chiếc đi từ phía Linh Đàm, mặc dù đã có biển cấm đi thẳng và rẽ trái nhưng rất nhiều phương tiện xe máy, đôi khi có cả ô tô nữa, bất chấp biển cấm vẫn đi thẳng và rẽ trái đi về phía trung tâm, tiềm ẩn rủi ro va chạm là rất lớn. Vì chúng ta sẽ cùng đến với cách để làm một món ăn rất là ngon, món bánh mì chảo. Thưa quý vị, phải nói rằng là món bánh mì chảo này đã hot rất là nhiều năm nay rồi, đúng không ạ? Không biết là Bảo Trâm đã từng ăn bánh mì chảo ở đâu những đâu rồi nhỉ? Thú thực rằng là nói về bánh mì chảo thì tôi không có một cái địa điểm gọi là cố định mình ăn. Ví dụ như hôm nào mình thèm quá mà trên cung đường về nhà của mình mà có một quán thì tôi sẽ tạt qua. Tôi thường ăn bánh mì chảo tại một cái quán tại trên phố Trần Đăng Ninh, rất là gần nhà tôi. Thế thì không biết là quý vị chúng ta có một cái quán ruột ở đấy của mình không ạ? Thì đúng là như vậy, phải nói rằng là có rất nhiều những quán bánh mì chảo ngon mà chúng ta có thể liệt kê ra được. Thế nhưng mà đa phần thì giá thành nó rất là đắt đỏ. Phải nói thật là như vậy, rất là đắt đỏ và nó gây tốn chi phí rất là nhiều. Tuy nhiên, món bánh mì chảo tưởng vậy thôi nhưng mà chúng ta hoàn toàn có thể làm tại nhà, có thể là nước sốt do tự mình pha và vẫn có thể khiến chúng ta cảm thấy ngon. 2 tháng được can thiệp phục hồi chức năng một cách khoa học và tuần tự trong từng giai đoạn, từng bước một, lòng bắt đầu có dấu hiệu của sự hồi phục. Bây giờ là tốt hơn nhiều rồi, không phải ngồi hỗ trợ nữa. Đến thời điểm này thì gia đình nói với anh là sự thất bại mà mình phải có
sống động hơn, chứ không phải chúng ta chỉ tiếp cận bằng một nguồn duy nhất là kinh phí thuê bảo vệ rừng hay là khoản bảo vệ rừng. Đó là cái thứ nhất. Và tất cả cái này chúng tôi đang sửa nghị định 106 và xây dựng một nghị định để đầu tư đến việc lâm nghiệp, thì nó tất lấy cái tư duy lập hình của việc làm hay là tăng cường cả. Sẽ bày các bác thử từ từ tiếng ai em nhé. Ai em chuyển bên đầu này. Rồi, sau đó thì chuyển cái phím sang ai em. Tăng lên. Chức năng Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức đang nỗ lực triển khai phục hồi chức năng cho bệnh nhân trước phẫu thuật. Chúng ta phải tạo một cái nền tảng cơ bản về sức khỏe cho bệnh nhân. Ví dụ, bệnh nhân bị đứt dây chằng chéo chẳng hạn, bắt buộc cái bệnh nhân đó phải có vật lý trị liệu phục hồi chức năng sớm trước khi mổ. Các người không mong muốn đặc xã nông thôn mới cũng giống như nhỏ chúng ta đang dần xé giữa. Rồi, con này thì có một cái rất là tiện là thứ nhất là các bác có thể cắm trực tiếp điện 100V qua biến áp, và ngoài ra thì có thể cắm được nguồn 12V để cắm trực tiếp điện 220. Đấy. Và giá sản phẩm này nó khoảng tầm 7,5 triệu. Và tạm thời thì em chưa giao lưu bởi vì có một bạn khách hàng đang dặn sản phẩm này. Nếu trường hợp mà bạn đấy không lấy thì em sẽ đăng lại trên kênh YouTube cho các bác cùng xem. Vâng, thứ dưới đài xin tạm dừng phần test và giới thiệu chiếc đài của hãng Sanio có mã là Sanio MRV8 tại đây. Hẹn gặp lại toàn thể các bác ở các video tiếp theo. Xin trân trọng cảm ơn.